trái tim yêu thương dành tặng cho. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm mỗi dịp Tết Trung thu là Đài Truyền hình Việt Nam lại tổ chức gala chương trình Trái tim cho em. Đây là dịp để phản ánh những thực trạng bệnh tim bẩm sinh hiện nay với trẻ em cả nước và cũng qua đây sẽ huy động sự giúp đỡ của mọi tấm lòng với những trái tim lỗi nhịp. Sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục Trái tim cho em trong đêm gala vừa qua. Các bạn, hôm nay ở đây sẽ diễn ra một chương trình vô cùng ý nghĩa và đó chính là chương trình gala Trái tim cho em. Thưa quý vị và các bạn, đến dự với buổi gala ngày hôm nay thì có cả những khách mời rất đặc biệt, đó chính là những bạn đã từng được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ để có thể vượt qua những căn bệnh của mình. Ngày hôm nay khi đến đây thì cái cảm xúc của trường như thế nào? Ngày hôm nay em đến đây cảm xúc của em rất là vui ạ. Có bồi hồi nhớ lại cái lúc mà mình được tài trợ bởi chương trình Trái tim cho em không? Dạ có ạ, em vẫn còn nhớ. Cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh gầy gò, tím tái, tên là Nguyễn Văn Trường ngày nào, nay đã là sinh viên đại học, một kỹ sư xây dựng trong tương lai. 7 năm sau ca phẫu thuật tim miễn phí, được hỗ trợ từ chương trình Trái tim cho em còn rất năng động, khỏe mạnh khi chạy nhảy, đá bóng trên sân cỏ, điều mà với em đã từng chỉ đến trong những giấc mơ. Cứ như thế, cùng với em Đỗ Văn Trường, 2.700 ca đã phẫu thuật thành công với số tiền hơn 90 tỷ đồng được quyên góp bởi chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam. Các em có thể khỏe mạnh để học tập, vui chơi và hơn cả còn có thể kể lại niềm hạnh phúc lớn thế nào khi có được cuộc đời thứ hai. Em mong muốn là các em bị bệnh tim bẩm sinh giống em được hỗ trợ để các em có sức khỏe tốt như em bây giờ. Những khoảnh khắc lắng lại vì niềm hạnh phúc hòa và sự xúc động nghẹn ngào khi xem những phóng sự về những gia cảnh có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh đang cần tiếp sức. Tại trường quay S15 của Đài Truyền hình Việt Nam, những tấm lòng nhân ái không chỉ được ghi nhận mà còn lại cùng nhau tiếp tục chung tay hỗ trợ thêm hàng chục trường hợp bệnh nhi nghèo được phẫu thuật tim. Xin chào anh. Chúng tôi đang nghe ạ. Tôi muốn thông qua chương trình này nhận giúp đỡ phẫu thuật tim cho 2 ca em nhỏ tại Gia Lai ạ. Nhận phẫu thuật tim cho 2 em nhỏ Gia Lai. Tập đoàn Bảo Sơn ngoài cái việc tài trợ 4 cái ca mổ, chúng tôi sẽ miễn phí các 10 ca mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2. Công ty cổ phần dược và tư thú y Hanvet xin đăng ký là 3 trường hợp mổ tim cho các cháu. Vào thời khắc, mọi đứa trẻ đều háo hức đón nhận niềm vui từ đèn sao và những món quà Trung thu, thì ở đây cũng có những đứa trẻ cũng đang mong chờ để đón nhận món quà còn lớn hơn, đó là sự sống. Mình thực sự rất là cảm động và cảm thấy rất là thương cảm đối với những số phận của các em bị tim bẩm sinh. Chương trình với sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham gia kêu gọi mọi người ủng hộ bằng tin nhắn, làm cho không khí của chương trình luôn nóng lên từng giây, từng phút. Bây giờ tôi xin tất cả khán đài của chúng ta đứng lên để nhắn tin vào số 1408 để ủng hộ cho trẻ em. Xin tất cả mọi người đứng lên ạ. Cho đến những phút cuối của chương trình, số tiền được cộng đồng hỗ trợ vẫn không ngừng tăng lên. Số điện thoại đường dây nóng liên tục được gọi đến. Những tin nhắn, những tấm lòng thiện nguyện trong trường quay vẫn giơ tay hỗ trợ. Tất cả, không ai nói với ai, họ chỉ có chung một điểm là làm sao chung tay để cứu giúp được nhiều trái tim lỗi nhịp đang cần sự sống. Mỗi một tin nhắn là quý vị đã ủng hộ 16.000 đồng vào quỹ Trái tim cho em, đồng thời thắp lên tia hy vọng sống cho những em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Hãy cùng chung tay vì Trái tim cho em. Sự sống vốn quý và nó lại càng trở nên thiêng liêng khi đó là kết quả chất chiêu vun đắp từ hàng triệu tấm lòng.
gần 17 tỷ đồng đã được quyên góp ngay tại chương trình, hứa hẹn sẽ mang đến sự sống cho hơn 300 trái tim trẻ thơ. Và đó cũng là một cột mốc tươi sáng để chương trình Trái tim cho em tiếp tục bền bỉ cùng các em, cùng các trái tim thiện nguyện trong cộng đồng để đi tiếp chặng đường của năm thứ 8. Trái tim yêu thương dành tặng cho em. Chương trình mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của xã hội để làm sao những trái tim lỗi nhịp được hàn gắn sẽ dài thêm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.